Chào các anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán Minh Phụng. Nội dung chính của video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào 3 phần. Đầu tiên đó là đánh giá cũng như là tóm tắt lại những cái diễn biến chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay 28 tháng 7. Với cái số liệu thống kê hiện tại thì thị trường của chúng ta đóng cửa với một mẫu hình nến doji. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rõ trên màn hình một mẫu hình nến thân nhỏ và cái biên độ dao động không lớn. Nó thể hiện cho chúng ta một cái câu chuyện ở đây là bên mua và bên bán đang cân bằng về lợi thế. Do vậy thì đối với bên bán thì các anh chị thấy là tâm lý của nhà đầu tư không còn hoảng loạn và bán tháo như những cái giai đoạn bị tác động và ảnh hưởng đến từ tâm lý về cái vấn đề tình hình diễn ra tương đối là phức tạp. Và hiện tại khu vực chỉ số VN Index của chúng ta cũng đang lùi rất là sát về những cái vùng có cái mức chiết khấu tốt, khiến cho bên bán không còn quá nhiều cái thông tin để có thể tiếp tục đưa ra một cái áp lực bán và hoảng loạn như phiên trước nữa. Còn ngược lại, cái tình hình đối với bên mua thì sau những cái phiên giảm mạnh như thế này thì bên mua cũng e dè và chần chừ hơn khi mà cái việc suy giảm và sụt giảm ở những cái giai đoạn trước cũng tác động rất là lớn đến tâm lý của nhà đầu tư, khiến cái giai đoạn này tâm lý của nhà đầu tư bên mua trở nên ngày càng thận trọng hơn. Và cái điều đó dẫn đến cái vấn đề là thanh khoản giao dịch trong phiên ngày hôm nay của chúng ta tương đối là thấp, chỉ đạt ở cái mức là 13.000 tỷ, đâu đó là 400 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong phiên ngày hôm nay. Nói là thị trường cân bằng với một cái mẫu hình nến doji, tức là thị trường hiện tại đang đóng cửa tại cái mức tương đối là gần tham chiếu. Kết phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta ngừng tại khu vực 1277. Tuy nhiên thì cái số liệu thống kê chỉ rõ ra thì chúng ta thấy là bên bán nó vẫn chiếm ưu thế hơn với 214 mã cổ phiếu giảm điểm, chỉ có 141 mã cổ phiếu ở đây là chúng ta thấy là tăng điểm. Đối với cổ phiếu nằm trong rổ VN30 thì cũng nghiêng hẳn về sắc đỏ với 16 mã cổ phiếu giảm điểm và 13 mã cổ phiếu tăng điểm. Thị trường ngày hôm nay đóng cửa và duy trì ở khu vực gần sát tham chiếu, với cái lực đẩy thì chúng ta đến từ các cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn làm cái nhiệm vụ là kéo và đỡ thị trường rất là tốt, như là Vietcombank phiên ngày hôm nay tăng 2.1%, cổ phiếu Vingroup với cái sự hồi phục lên 0.9%, các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng như là công thương ngày hôm nay tăng 1.2%, và sự xuất hiện của cổ phiếu Hòa Phát 1.1% là một trong những cái động lực đã kéo và đỡ thị trường của chúng ta ở một cái mức tham chiếu trong phiên ngày hôm nay. Do vậy thì trong những cái giai đoạn này thanh khoản đã bắt đầu hạ nhiệt, khi mà phần lớn các cổ phiếu nó có cái xu hướng là đi ngang, dao động tăng và giảm đan xen. Như vậy thì với cái việc ít biến động thực tế hiện tại cũng là một trong những cái dấu hiệu khả quan, nó báo hiệu cho chúng ta là cái vấn đề nhà đầu tư cũng không quá là hoảng loạn như những cái giai đoạn trước mà có thể bán tháo trong những cái phiên vừa qua. Và với cái số liệu thống kê những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là thị trường sụt giảm bởi cái tác động tâm lý đến từ cái việc là tình hình dịch bệnh xảy ra, thì các anh chị có thể thấy là những cái đợt mà dịch bùng phát bệnh trước đây á, thời điểm đỉnh điểm của dịch bệnh á, sẽ là đáy của cái giai đoạn điều chỉnh tại thị trường chứng khoán. Do đó thì cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường cũng của chúng ta cũng đang được hỗ trợ bởi rất là nhiều các thông tin đến từ cái kết quả báo cáo tài chính quý 2 năm 2021. Thì cái nội dung trong room đầu tư cá nhân của mình cũng đã đăng để cho anh chị có thể nhìn rõ này. Khi mà chúng ta so sánh cái mức độ tăng trưởng cái lợi nhuận quý 2 cùng kỳ năm 2020 và cái giai đoạn hiện tại là quý 2 năm 2021, thì hầu như các cái doanh nghiệp đã đưa ra cái kết quả báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 thì vẫn cho thấy cho chúng ta một cái mức tăng trưởng. Thì ở đây cái mức tăng trưởng mạnh nhất vẫn là các nhóm như là kim loại và bán lẻ. Và cái mức lũy kế chúng ta thấy là tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 thì các cái doanh nghiệp đều cho một cái sức khỏe tài chính tương đối là tốt. Do vậy thì những cái số liệu thống kê và đánh giá tại đây cho chúng ta một cái điểm đáng lưu ý á, tức là cái đợt điều chỉnh lần này của thị trường của chúng ta có một cái mức điều chỉnh giảm điểm từ khu vực 1.400, tức là khu vực đỉnh của chỉ số VN Index, vì hiện tại đang lùi sát trở lại khu vực 1.250. Cái giai đoạn thấp nhất mà thị trường có giảm xuống chúng ta thấy là 1.220, đó là cái đáy của thị trường trong những cái nhịp điều chỉnh giảm lần này. Thì cái quan điểm và cái cách nhận định của mình thì những cái nhịp điều chỉnh và giảm lớn như thế này thì nó xuất phát từ cái vấn đề là lo ngại về tình hình dịch bệnh là chủ yếu, tức là cái yếu tố là tâm lý. Và khi thị trường bị tác động và chi phối bởi cái yếu tố tâm lý thì những cái bước mà chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật như cái giai đoạn hiện tại thì nó chỉ là những cái nền tảng tham khảo thôi, nó không mang nhiều cái yếu tố. Tại vì khi mà tâm lý chi phối thì nhà đầu tư sẽ bước vào cái giai đoạn hoảng loạn và giao dịch với cái yếu tố gọi là cái tâm lý chi phối như thế này, mà nó không hoàn toàn phải bắt nguồn từ những cái thay đổi lớn từ cái chính sách kinh tế cũng như là cái vấn đề vĩ mô của thị trường, hay là sự suy giảm, suy hao cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ở đây thì chúng ta thấy là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng tương đối là tốt. Và từ những cái đánh giá này thì chúng ta sẽ quay lại với cái vấn đề là đưa ra những cái nhận định cho những cái diễn biến tiếp theo của thị trường. Đối với cái hình thức và cái cách nhìn nhận cá nhân của mình thì cái giai đoạn này thị trường
vẫn phải có những cái phiên gọi là tăng giảm đăng sang, chưa có một trong những cái động lực nào để có đủ khả năng là bứt phá và tạo ra những cái đoạn gọi là tăng điểm hưng phấn trở lại được. Thì cái nhận định cá nhân của mình là riêng như vậy, thì thị trường sẽ có những cái biên độ dao động từ khu vực 1260 này anh chị đến khu vực 1280, tức là sẽ cứ liên tục tăng giảm đăng sang. Và cái việc tăng giảm đăng sang như thế này thì cái mục đích nó cũng tương đối là tích cực, với cái dấu hiệu là sẽ ổn định trở lại tâm lý của nhà đầu tư. Và thực sự để mà thị trường có một cái dấu hiệu break out và bứt thoát thì chúng ta thấy là thị trường phải xác nhận cái mô hình vai đầu vai, với cái điểm xác nhận ở đây là khu vực 1300, tức là vượt thoát, bùng nổ khu vực này, bùng nổ về giá và bùng nổ về khối lượng, về thanh khoản thì nó mới đủ cái điều kiện và tương đối là tích cực để thị trường bước vào một cái con sóng, gọi là con sóng hồi phục hướng lên những cái ngưỡng Fibo theo cái kịch bản mà chúng ta đang đưa ra tại đây này. Và những cái giai đoạn mà thị trường đang loay hoay và chưa rõ cái xu hướng tăng hay giảm như thế này á, thì mình cũng đã có test thử một vài cái cổ phiếu trong cái xu hướng đầu tư là lướt sóng ngắn hạn, thì nhận ra thấy là cái xác suất đầu tư nó chỉ vỏn vẹn đâu đó từ 30 cho đến 35%. Một số các cổ phiếu tham gia vào thì vẫn có cái dấu hiệu fail như thường, tức là chúng ta vẫn phải vào sai cái điểm mua đối với các cổ phiếu lướt sóng. Tuy nhiên đây là những cái cổ phiếu mình test thử với cái tỷ trọng tương đối là thấp để chúng ta có một cái cách nhìn toàn diện về thị trường hơn. Do vậy thì với những cái vị thế hiện tại của thị trường thì mình vẫn ưu tiên cơ cấu cho các anh chị cũng như là các anh nhà đầu tư đồng hành cùng mình á, với những cái vị thế gọi là ưu tiên cái yếu tố cơ bản về doanh nghiệp là nhiều hơn. Chúng ta vẫn kỳ vọng và đọc sâu vào các báo cáo tài chính về định giá giá trị thực của cổ phiếu, một cái góc nhìn mà chúng ta gọi là trung hạn và dài hạn. Đó, và hiện tại thì các cái vấn đề thăm dò cũng như là mua gom các cái cổ phiếu có yếu tố tốt về cơ bản doanh nghiệp này thì chúng ta vẫn sử dụng cái lượng tiền mặt thôi. Và anh chị lưu ý là chúng ta vẫn không sử dụng cái tỷ lệ đòn bẩy margin trong cái giai đoạn này, thì nó sẽ tương đối rủi ro. Tại vì chúng ta đã gom với một cái xu hướng và tầm nhìn trung và dài hạn á, thì chúng ta chỉ gom bằng lượng tiền mặt. Khi nào thị trường nó tích cực, nó xác nhận vị thế thì chúng ta mới dùng cái phần margin chúng ta đáp vào để chúng ta mở rộng và sử dụng cái đòn bẩy tài chính nó có hiệu quả hơn trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì chúng ta có cái điểm mua vẫn phải chú ý đến cái vấn đề là dựa vào cái việc phân tích kỹ thuật, dựa vào cái nền giá các cổ phiếu nó phải chặt chẽ này. Các cổ phiếu lỏng lẻo thì gần như chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta không đánh vào các cổ phiếu đó, để chúng ta tìm những cái vị thế giải ngân sao cho nó phù hợp nhất trong cái giai đoạn hiện tại. Thì cái sau cái phiên ngày hôm nay thì mình cũng đã có lọc ra một số các cổ phiếu nó có giao dịch tích cực. Dù thị trường có những cái biến động tương đối là hẹp thì chúng ta thấy là vẫn có một số cổ phiếu giao dịch tương đối là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Thì chúng ta phải kể tên đến những cái cổ phiếu như là Hòa Phát. Thì các anh chị thấy là cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu Hòa Phát trong phiên ngày hôm nay là khoảng 21 triệu cổ phiếu, và kết phiên thì cổ phiếu Hòa Phát tăng 1.8%. Tức là cái mức khối lượng và cái giá trị giao dịch của Hòa Phát là nằm ở vùng tích cực nhất so với toàn thị trường ngày hôm nay. Mà nếu như chúng ta xét về cái sàn thành phố Hồ Chí Minh thì Hòa Phát, cái mức giao dịch của Hòa Phát là 21 triệu cổ phiếu. Đối với Hòa Phát thì chúng ta đã liên tục có những cái điểm mua thăm dò và gom với cái nền giá, với cái tầm nhìn gọi là trung hạn chứ không phải là lướt sóng đối với Hòa Phát. Và các anh chị thấy là chúng ta gom từ những khu vực 44-45 này, với cái tác động là giữ về cái việc là một cái xu hướng trung hạn cũng như là dài hạn. Nếu như mà tầm nhìn sau nó tích cực hơn ấy, thì chúng ta vẫn có những cái dao động như vậy. Hiện tại đánh giá về cái mặt biểu đồ kỹ thuật của Hòa Phát tại đây, các anh chị thấy là Hòa Phát vẫn giao dịch dưới nền giá nhé, tức là cái nền giá ngắn hạn mãi tận khu vực 52 ở trên này thì hiện tại vẫn chỉ đang đánh giá là những cái dấu hiệu hồi phục, thì khả năng nó sẽ hồi phục và bám sát trở lại cái đường chỉ báo MA20 tại đây. Thì tất nhiên khu vực này sẽ có những cái kháng cự và khi đó chúng ta tiếp tục đọc vị mẫu hình nến, đọc vị khối lượng thanh khoản để chúng ta đánh giá và đưa ra cái kịch bản xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu Hòa Phát này. Cổ phiếu giao dịch ở cái trạng thái tích cực thứ hai trong phiên ngày hôm nay phải kể đến là cổ phiếu STB, với tổng cái khối lượng giao dịch chúng ta thấy là 17 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Thì đối với STB thì đã có cái dấu hiệu tạo đáy và tạo nền ngay tại khu vực vùng giá 27-28 rồi, và hiện tại cổ phiếu đang bật lên và cái sức tăng không nhỏ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang dần tiến sát trở lại cái nền giá ngắn hạn. Nền giá ngắn hạn của cổ phiếu STB là khu vực 30.5. Do vậy thì trong ngắn hạn mình đánh giá cổ phiếu STB có khả năng bật trở lại khu vực giá 30.5 tại đây. Nếu các anh chị chưa có vị thế thì hoàn toàn có thể thăm dò STB ngay tại những cái khu vực vùng giá 28-27.5 ở phía bên dưới này. Đây là cái biên an toàn và chúng ta thấy là có một cái lực cầu dòng tiền đỡ đối với cổ phiếu STB, với cái mong muốn là nó sẽ hồi phục trở lại khu vực 30-31 ở đây này. Đó, các anh chị có thể lướt sóng nhanh đối với cổ phiếu STB.
Tuy nhiên cái giai đoạn này này thì nó vẫn đi ngang này, anh chị thấy là vẫn đi ngang tích lũy và chúng ta thấy là tạo nền. Cổ phiếu này có cái biên độ kỹ thuật giao dịch tương đối là chặt chẽ chứ không phải lỏng lẻo, khiến cho chúng ta mất cái vị thế cũng như là không có sự tin tưởng. Ngày hôm nay cổ phiếu giao dịch với khối lượng tốt thứ ba là cổ phiếu KPC với tổng cái khối lượng giao dịch là 13 triệu cổ phiếu. KPC thì như các anh chị đã biết là cái tính chất nó đang có một cái nền giá trung hạn ở phía bên dưới này, khu vực 31-32. Thì khi gặp cái nền giá trung hạn thì KPC sẽ có xu hướng bật lên. Và phiên ngày hôm nay đóng cửa kiểm tra trở lại cái đường chỉ báo MA20. Do vậy thì cần có nhiều cái động lượng hơn để vượt thoát cái đường này. Khi vượt thoát thì nó sẽ hướng lên đến cái nền giá ngắn hạn. Nền giá ngắn hạn của KPC kỳ vọng ở khu vực giá 37 ở phía bên trên này nha các anh chị. Như vậy thì các anh chị đã bắt đáy khu vực ở phía bên dưới này của KPC thì lưu ý giúp mình hai vùng kháng cự, đó là khu vực vùng 34. 34 là kháng cự của MA20 và kháng cự thứ hai là khu vực 37. Rồi, tất cả các chỉ báo kỹ thuật tại đây thì đang xác nhận một cái xu hướng là hồi phục về mặt kỹ thuật, chưa xác nhận trend uptrend trở lại trong ngắn hạn đối với cổ phiếu KPC. Cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu Hoa Sen. Các anh chị có thể thấy Hoa Sen trong phiên ngày hôm nay tổng khối lượng giao dịch là 12 triệu cổ phiếu. Tức là nó đạt ở cái mức trung bình, các anh chị, không quá thấp, không quá cao. Và cái báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của Hoa Sen cũng tương đối là tích cực này. Doanh thu tăng 90% và lợi nhuận tăng 434% so với quý 2 năm 2020. Như vậy thì cái mức tăng trưởng này đạt cái kỳ vọng, và sau khi ra cái báo cáo tài chính thì Hoa Sen đã có những cái mức tăng điểm tương đối là ổn định. Và chúng ta thấy là kết phiên ngày hôm nay Hoa Sen đóng cửa tăng nhẹ ở cái mức là 0.6%. Và phân tích vào cái mặt biểu đồ kỹ thuật á, thì với cái sự hồi phục như thế này thì Hoa Sen đã có một cái lực cầu đỡ giá ngay tại khu vực vùng giá 34-35 ở đây. Như vậy trong ngắn hạn khả năng Hoa Sen sẽ hồi phục lên những khu vực kháng cự. Khu vực kháng cự đầu tiên chúng ta phải kể đến là khu vực 36.5, đó là cái đường chỉ báo MA20, một trong những cái đường kháng cự. Và kháng cự thứ hai sẽ là khu vực vùng giá 40. Giá 40 là cái nền giá ngắn hạn của Hoa Sen. Thì đây là hai cái vùng kháng cự. Anh chị thấy là anh chị đang nắm giữ Hoa Sen mà trong một cái xu hướng lướt sóng á, thì anh chị thấy khi chạm vào những cái vùng kháng cự này thì đó là những cái áp lực rung lắc chốt lời của nhà đầu tư. Tùy cái kỳ vọng và tùy cái mục đích, anh chị lướt sóng thì chốt những cái vùng ngắn, còn anh chị trung hạn thì tiếp tục nắm giữ để kỳ vọng thêm những cái đoạn xa hơn. Đó, thì đó là tùy cái cách đánh. Do vậy thì mình chỉ phân tích ở đây đưa ra những cái vùng kháng cự để các anh chị chủ động xử lý thôi. Còn mỗi anh chị nhà đầu tư thì lại có một phong cách đầu tiên, một cái lưới đánh riêng. Do vậy thì chúng ta không biết đâu cái điểm để các anh chị chốt cho hợp lý cả. Tùy cái vùng mua cũng như là tùy cái phong cách đánh của các anh chị để các anh chị đưa ra cái cách xử lý cho bản thân mình nhé. Tiếp theo đó là cổ phiếu Techcombank. Techcombank ngày hôm nay giao dịch ở cái giá trị khối lượng khớp lệnh là 7 triệu cổ phiếu, do vậy thấp rất là nhiều so với cái vị thế trung bình. Và chúng ta thấy là cổ phiếu rơi vào cái trạng thái là cạn kiệt về khối lượng, cạn cung, cũng như là không có cái lực cầu. Cổ phiếu chỉ đang mang cái tính chất là sideways test nền và chưa có quá là nhiều cái biến chuyển, cũng như là cái việc xuất hiện những mô hình nến doji liên tục như thế này thì khiến cho cái việc phân tích kỹ thuật là hoàn toàn không khả thi nha. Do vậy thì chúng ta vẫn giữ cái chiến lược là quan sát đối với cổ phiếu Techcombank. Chỉ khi nào Techcombank giao dịch trên những khu vực vị thế vùng giá 50-51 ở trên này thì mình mới có cái chiến lược trở lại đối với cổ phiếu Techcombank nha các anh chị. Đó, mình cũng đã báo cho các anh chị nhà đầu tư đồng hành rồi. Ở phần cuối cùng thì mình dành một ít thời gian, đúng không ạ, mình trả lời một số câu hỏi bình luận của các anh chị đã đặt câu hỏi tại cái kênh YouTube của chúng ta. Thì các anh chị xem kênh đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như nhấn nút like video để có thể ủng hộ kênh của chúng ta ngày càng tốt hơn. Ở phía dưới màn phần mô tả cũng như là phần comment á, thì có cái link Zalo nha các anh chị, để các anh chị tham gia nhận những khuyến nghị miễn phí. Bạn có hỏi mình về con HDC đã mua được trung bình giá khu vực giá 52 thì có nên mua tiếp hay không? Như vậy đối với cổ phiếu HDO mà bạn mua ở khu vực giá 52, tức là vùng 52 đây tương đối là chúng ta thấy là nó cận kề ngay với lại khu đề phục đỉnh ngắn hạn rồi. Chứng tỏ một cái điều là cái biên an toàn và cái vùng mua của chúng ta không tốt. Như vậy thì cái hướng xử lý của chúng ta không nên trung bình giá khi mà cổ phiếu đang có cái dấu hiệu là hai phiên bán ra, khối lượng bán tương đối là mạnh. Thì các anh chị thấy là cái giá trị bán ra chúng ta thấy là nằm ở khu vực 3 cho đến 4 triệu cổ phiếu, nó cao gấp đôi so với cái giá trị giao dịch trung bình của cổ phiếu Hà Đô. Do vậy thì đang có cái áp lực chốt lời. Ở trong một xu hướng ngắn hạn thì các anh chị phân tích rất là rõ, một cổ phiếu sau cái giai đoạn tăng trưởng như thế này thì nó phải có một cái quá trình và cái chu kỳ vận động gọi là cân bằng trở lại cung cầu, thì nó sẽ lùi trở lại để test trở lại cái nền giá trước khi mà xác nhận cái xu hướng có tiếp tục tăng hay không.
Do vậy thì cái xu hướng này đang nhìn thấy rất rõ đối với Hà Đô là có xu hướng test trở lại cái động thái cân bằng cung cầu. Chúng ta thấy là cái khu vực nó có thể test trở lại là khu vực giá 45 đến khu vực giá 47. Do vậy thì cái điểm mua 52 ở phía bên trên này rõ ràng là đang bám sát rất là đỉnh ngắn hạn. Do vậy thì trong cái chiến lược giao dịch ngắn hạn thì bạn không nên trung bình giá thêm. Mà nếu như cổ phiếu có những dịp hồi thì chúng ta nên bán cơ cấu và thoát giảm để tìm một cái vị thế mua tốt hơn đối với cổ phiếu HDC. Cụ thể ở đây thì chúng ta thấy là HDC sẽ có cái chiến lược. Cái khu vực giá rất là quan trọng ở đây đó là khu vực giá 47. Và nếu như trong cái chiến lược mà nó thủng cả khu vực 47 ở đây, tức là nó xác nhận một xu hướng là bị giảm trong ngắn hạn. Và thì phải quan sát và chờ đợi những cái vùng giá hỗ trợ tốt hơn trước khi mà chúng ta tiến hành điểm mua lại. Cảm ơn Phụng rất nhiều. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em Lina. Thanh bài phân tích rất của bổ ích. Cảm ơn bạn nhé. Thanh bạn Trinh Nguyễn, cảm ơn anh bạn. Ad nhận định về chiều mua đối với cổ phiếu DGC. Rồi các anh chị nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu DGC tại đây. Thì cổ phiếu đã ra cái báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2021 tại khu vực vùng giá tại cái khoảng thời gian là ngày 20 tháng 7 với cái giá trị doanh thu tăng 29% và lợi nhuận tăng 26% so với cùng kỳ quý 2 năm 2020. Sau khi ra cái báo cáo tài chính thì cổ phiếu đã vượt được cái lực cản trong ngắn hạn và liên tiếp là chúng ta thấy là 4 đến 5 phiên có cái dấu hiệu là tăng trưởng. Thì đối với nhà đầu tư lướt sóng thì đã có cái chiến lược chốt lời. Vậy hiện tại bạn đang cần tìm một cái điểm gọi là điểm mua mới. Thì đối với cái điểm mua mới thì trong một cái xu hướng tăng trưởng á, thì đa phần các cổ phiếu thì có cái dấu hiệu là test cung và tìm trở lại cái vị thế cân bằng trước khi xác nhận một vị thế tăng tiếp theo. Thì các anh chị nhìn vào biểu đồ kỹ thuật chúng ta thấy là cần phải tìm những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn để các anh chị có thể mở vị thế mua. Thì đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện hai cái vị thế ở đây. Tức là cái điểm mua thứ nhất ngay tại khu vực vùng giá 87X này. 87X sẽ là một cái điểm mua để các anh chị có thể thăm dò khu vực này. Và khu vực thứ hai xuất hiện một cái điểm mua tương đối an toàn hơn ngay tại chỉ báo MA20, đó là khu vực vùng giá 84. Như vậy thì đây là hai cái điểm mua các anh chị có thể canh. Ngoài cái điểm mua này thì các anh chị không mua các điểm khác. Anh chị lưu ý nha, chúng ta mua đúng điểm. Đối với cổ phiếu Hà Đô thì mình xác định cái chiến lược vị thế trung hạn cũng tương đối là tốt của cổ phiếu hóa chất Đức Giang này. Các anh chị thấy là với cái báo cáo tài chính quý 2 đã khiến cho cái danh mục về cái tính chất cơ bản và cái sức khỏe tài chính tương đối tốt này. Đây là một trong những cái cổ phiếu mang cái tính chất tăng trưởng. Và đa phần các cổ phiếu tăng trưởng như thế này thì cái tâm lý và cái khối lượng gom của Bitcoin nó cũng tương đối là tốt. Chúng ta thì chỉ thấy cái giá trị ở đây. Và anh chị thấy không? Hình dung thì có cái giá trị tăng trưởng và lũy kế ở đây. Đó, nên nó kỳ vọng cho chúng ta đây là một cổ phiếu tăng trưởng và sức khỏe tài chính tốt để các anh chị có thể gom một trong những cái vị thế này. Đó là hai cái điểm mua mình có thể báo cho các anh chị. Còn FTS và MB Bank có giữ được hay không? Đối với cổ phiếu FTS, cổ phiếu của chứng khoán FPT thì các anh chị có thể thấy là hiện tại đang vận động tích lũy nền và nó cũng đang tiến sát với lại cái khu vực nền giá ngắn hạn, tức là khu vực giá 33.5. Do vậy thì cổ phiếu này chúng ta thấy là vẫn đang trong một cái xu hướng là vận động test nền và đang dần trở lại cái vấn đề là cân bằng về cung cầu. Sau cái vấn đề cân bằng cung cầu thì chúng ta thấy là tác động từ báo cáo tài chính quý 2 năm 2021, cổ phiếu có cái doanh thu tăng 107% và lợi nhuận tăng 92% so với cùng kỳ quý 2 năm 2020. Do vậy thì khả năng trong cái nhịp xoay quanh như thế này cổ phiếu đang vận động tại nền giá. Do vậy thì nó cần có thêm một khoảng thời gian để cân bằng. Như vậy thì những cái phiên tiếp theo nó sẽ cứ vận động xoay quanh như thế này. Trong xu hướng ngắn hạn thì các anh chị sẽ không nắm giữ được, tại vì cái chiến lược ngắn hạn thì các anh chị đánh lướt nhanh rồi. Cổ phiếu chỉ còn kỳ vọng vào những cái nhịp trung hạn, tức là nắm giữ nó sâu hơn. Thì để mà cổ phiếu có cái dấu hiệu bứt thoát mạnh mẽ nhất thì chúng ta phải quan sát cái quá trình vận động của cổ phiếu, tức là xu hướng giá nó phải bứt thoát ra được khu vực vùng giá 35 ở đây thì nó tương đối là tích cực. Khi nó vượt thoát thì nó sẽ hướng rất là mạnh lên khu vực mục tiêu để test trở lại cái khu vực đỉnh cũ. Anh chị lưu ý đó là FTS nhé. Vậy thì cái chiến lược nắm giữ được hay không nó cũng tùy thuộc vào cái vùng mua cũng như là cái xu hướng nắm giữ của anh chị ngắn hạn hay trung hạn thì mình mới xử lý cho nó tốt được. Thì mình đưa ra một số cái thông tin như vậy để các anh chị tham khảo. Tiếp theo là cổ phiếu MB Bank. Đối với cái dòng ngân hàng thì như mình đã thông báo thì hiện tại dòng ngân hàng vẫn còn đang tương đối là yếu và vẫn đang trong một cái xu hướng là vận động tìm trở lại nền giá trung hạn.
Riêng MB Bank thì các anh chị có thể thấy nền giá trung hạn khu vực 24-25 này. Ở về khu vực này phù hợp cho các anh chị mua cơ bản về doanh nghiệp, mua bằng tiền mặt, gom dần ngay tại khu vực 24-25 để nắm giữ về mặt trung hạn tương đối là tốt. Còn hiện tại thì cổ phiếu có nên giữ được hay không? Thì đối với cái xu hướng ngắn hạn thì nếu như không thủng vùng giá 27 thì anh chị có thể hoàn toàn tiếp tục nắm giữ được. Trừ khi thủng luôn cả khu vực 27 thì ngắn hạn các anh chị phải chốt lời. Trung hạn thì đợi về khu vực 24-25 để anh chị gom vào. Khi gặp cái nền hỗ trợ trung hạn thường các cổ phiếu nó sẽ bật lên rất là mạnh như thế này. Thì anh chị thấy ha. Và hiện tại đối với MB Bank thì có những cái vùng kháng cự như sau. Khu vực giá 28-5 là kháng cự thứ nhất. Và khu vực kháng cự thứ hai là khu vực nền giá 31, đó là nền giá cân bằng trong ngắn hạn. Anh chị lưu ý hai khu vực kháng cự của MB Bank. Phụng xem giúp chị cổ phiếu HCM, chị mới mua hôm nay giá vùng 46. Vùng giá 46 đối với cổ phiếu HCM, như vậy thì HCM vẫn đang trong cái xu hướng là vận động test nền, và chúng ta thấy là nó vẫn đi ngang quanh khu vực nền giá vùng giá 46 ở đây. Vùng giá 46 là khu vực nền giá trong ngắn hạn, như vậy thì cổ phiếu vẫn vận động giữ nền, và chúng ta thấy là sự tích lũy tương đối là chặt chẽ. Tuy nhiên thì cần phải vượt qua những cái vùng kháng cự ngắn hạn. Tức là ở đây chúng ta thấy là cái điểm kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu HCM sẽ thuộc về khu vực vùng giá 48. Tức là cần phải có những cái động lực giá thoát ra khỏi khu vực 48 thì cổ phiếu HCM mới thanh thoát hơn. Và nó có một vùng hỗ trợ dưới đây là khu vực 44. Tức là nếu thủng 44 thì các anh chị phải cắt trong cái chiến lược giao dịch như thế này. Và hiện tại khu vực này vẫn đang nằm trong cái vị thế an toàn khi mà tích lũy nền tương đối là chặt đối với HCM. HCM thì có báo cáo quý 2 tương đối là tốt này. Lợi doanh thu tăng 146 và lợi nhuận ở đây chúng ta thấy là tăng 88%, tương đối là tốt và tích cực đối với các cổ phiếu có tính chất và nền tảng cơ bản tốt như thế này, thì các anh chị mua và có thể an tâm nắm giữ được khi đã mua trúng cái nền giá hiện tại. Xem hộ em cổ phiếu Hòa Phát năm 2 có nên giữ hay không. Hòa Phát năm 2 tức là mua ngay tại khu vực nền giá ngắn hạn. Năm 2 là khu vực nền giá ngắn hạn của Hòa Phát, như vậy thì cần một khoảng thời gian để cổ phiếu hồi phục. Như trong room mình thì mình cũng đã báo các anh chị vận động là cái việc là mua cân trung bình giá đối với cổ phiếu Hòa Phát ngay tại khu vực vùng giá 45 ở phía bên dưới này, trung bình giá để chúng ta có thể là giảm bớt cái vấn đề. Khi mà đã có cái điểm mua sai á, thì các anh chị phải trung bình giá. Tùy cái cổ phiếu nó phải có tính chất cơ bản và dòng tiền như thế nào thì chúng ta mới trung bình giá được, chứ không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng trung bình. Thì mình nhắc lại, Hòa Phát nó có hai cái điểm kháng cự, đó là điểm kháng cự thứ nhất khu vực vùng giá 47 năm này, và kháng cự thứ hai tất nhiên rồi, đó là cái khu vực nền giá cân bằng vùng 52. Như vậy thì cần phải vượt qua một đoạn tâm lý kháng cự này thì mới hướng lên đến cái khu vực mà bạn đã mua. Như vậy khu vực 52 này trong cái chiến lược Hòa Phát thì chỉ nên gom trung hạn thôi. Còn những cái chiến lược ngắn hạn thì các anh chị canh nó hồi thì các anh chị thoát bớt để giảm bớt lỗ đối với cổ phiếu Hòa Phát nha. Còn Hòa Phát thì mình vẫn ưu tiên cái xu hướng là nắm giữ về mặt trung hạn, một cổ phiếu tốt và chất lượng như thế này. Riêng bản thân mình thì cái thời gian Hòa Phát nó tìm về khu vực nền giá trung hạn ở đây thì mình vẫn liên tục gom đối với Hòa Phát. Đó, nó không có vấn đề gì cả. Một vài cái thông tin gửi đến cho các anh chị nhà đầu tư trong phiên ngày hôm nay. Thì thị trường của chúng ta cần phải có nhiều phiên tích lũy, tăng giảm, đang sang để có thể ổn định trở lại tâm lý trước khi chờ đợi một cái nhịp hồi phục tốt hơn. Thì cảm ơn các anh chị nhà đầu tư quan tâm và theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Chúc các anh chị nhà đầu tư có những phiên giao dịch và đầu tư thật là tốt.